Ui trời ơi, móc này sâu quá à. Thảo ơi là Thảo ơi, Thảo ơi. Bố Thảo ơi. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn tất cả các bạn thổi Mới Đi Up Player. À không, hôm nay sẽ chơi Mới Đi đi. Clip này chưa có nghĩ ý tưởng lắm. Hôm nay mình sẽ test thử cách fix lỗi thanh thông báo cho Mới Đi Internet. Ok, sau đó là tải Free Fire. Hôm nay mình sẽ không có nói gì hay hay. Ok, tải em xong rồi, bây giờ tôi sẽ chỉnh sang tiếng Việt trước. Ở đây chúng ta sẽ có tiếng Việt Nam này, chọn cho dễ hiểu. Đấy, đầu tiên để lên được 90 fps, mọi người cần mở của mình cao, tiền thì fps cây chơi lưu, chọn độ phân giải mà mọi người cần. Ok, DPI tôi để 240, mọi người tôi sẽ tùy chỉnh là 320 giống bên Mika. Chúng ta tôi xóa hết, nhiều lúc tôi bấm nhanh có đè luôn lúc Ctrl nó ra phím tắt mọi người, nó ngáo lắm. Mọi người vào thiết lập khả năng truy cập, mọi người tắt cái này chứ đừng bật. Chọn chuột lớn vậy thôi, chỉ cần chọn chuột lớn thôi. Còn về app thì wifi thông báo chặn thiết lập, đây thiết bị ở đây fps bị giới hạn là 60 đúng không. Giờ tôi sẽ vào thiết lập thiết bị. Trên máy này mọi người chọn ROG thôi cũng được rồi. Mọi người chọn ROG thôi là cũng lên được 90 fps rồi. Không hiển thị chế độ thông báo. F1 nút F1 là nút hiện chuột nè. Mọi người chuyển qua viết hoa nè, xong mọi người trong cái dấu gạch chân Z0101 QD lưu từ chứ. Cả tôi đang chạy hết 50 trong câu sót nó bị lắc quá. Thoát luôn Mới Đi nha. Mọi người mở nó driver của card mọi người lên. Mọi người nếu là AMD giống mình thì vào game nè, rồi bấm vào add game nè, add end game, Odyssey, file, Mới Đi, HD vào đây, chọn cái HD vào đây, open vào đây, tắt cái đi. Có hiện đột lên 120 nhưng mà sao lại nhảy xuống 80 nữa rồi. Do máy đang bị cùi quá, do cà đòa tôi bị ảnh hưởng bị lắc nên từ này không lên được 120 nữa. Trời buồn vậy sao. Sửa hết mấy này, hồi sinh B đúng mình lúc ăn rau. Mọi người xóa cái này cho tôi. Nút nếu nút B của mọi người là nút keo thì xóa cái nút unlock unround này, nó sẽ không biết nó có hết không. Và tôi vào tôi chỉnh lại. Nút keo đừng để cao quá, nó hay bị loạn đấy. Nó đặt tôi đây. Xong giờ đến cài phím nè. Keo nè, E nè, B nè. Đây là cách đặt keo một nút của tôi ấy, di chuyển ở đây này. Thế nó ngầu ấy. À đồ nhảy. Bấm vào thiết lập. Chỉ hoãn để control cái này để 1.40 0.8. Tâm phải giật kẹo mới là người chơi bình thường. Giờ bấm nút V nó không bị khựng thanh thông báo nữa. Test cho mọi người xem. Đấy, tôi cũng mới mò ra trong hôm nay, không phải mới mò ra mà trong logic của tôi nó tự hình dung ra và ai ngờ nó fix được luôn. Lại khế lâu tôi chưa chơi kéo tâm nó dở. Tôi sẽ ra tôi test đồ họa củi có lên được FF 120 không. Máy tính tôi bị xuống cấp nên tôi không còn được 120 rồi, cho nên clip này hướng dẫn rồi trên MSI và tôi đã hướng dẫn fix các lỗi rất nhiều rồi. Lấy theo ô mượt phải bắn mấy này đã. Úi rồi bắn ghê vậy. Nó bị lắc hay cái gì mà nó tắt không được. Không mua keo rồi nhé. Ui rồi, không được rồi, làm sao đây, mà không tách được cái anti lắc này, phải tách cái này đi nữa nè, tách cái này đi thì nó mới không fix cái độ FPS nữa. Vậy mấy cái này tách được rồi thì nhưng mà cái đó không tách được, biết lý do vì sao luôn. Tách hộ bố mày, không tách được. Thôi tôi ra chiến trường với một tâm trí giết hết bọn này. Những người có card hay bị giới hạn mà hình bởi mấy cái đó. Ui trời ơi, móc đằng sau à. Thảo ơi, bố Thảo ơi. Ôi trời ơi, anh đi này ghê nhờ, ghê đấy. Ui. Phải làm sao cà phá ui ớt thơm ngon bạn nhà tôi đây không ngờ bạn nữa giờ tôi ăn liền. Ui. Lật kèo mới hay chứ, mới vô chấp tim bạc vậy đi. Mọi người hay bị lạnh đó, mọi người để nút thấp với giống nãy tôi hướng dẫn rồi, ok. Đặt kèo đấy nó mới dễ vui chứ. Nãy giờ tôi chấp 3 mạng thôi, giả vờ bị bánh thua già cái kết. Lại không bị loạn gọi là nút gì, nút keo, nút di chuyển nữa. Wow, tôi đúng là vị thần mò, tôi đã mò được tất cả các bước để lật kèo với ván này. Còn có Thành, tao đợi chúng mày đấy. Ôi rồi mấy còn bé Thảo, người vợ tao còn bắn không lại. Tụi mày không có tỏi. Sao cứ lao lên vô chết vậy mấy bé. Đơn giản như đã giờ. Cảm ơn các bạn đã xem clip, nhớ bấm like và subscribe cho kênh của tôi nha. Mời đi siêu cấp libro fit lỗi thành báo luôn.